Chào các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Lão Hạc Cassette của em. Thì cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, ngày hôm nay em mới có dịp để quay video cho các bác xem. Đó, thì cũng mới trải qua Trung Thu thôi, được một hai ngày các bác ạ. Thì hôm nay em mới có lấy về hai con đài đài bãi các bác nhé, hai con đài La Tiêu Lan. Đó, cũng sẵn tiện đây để em quay lại cho các bác xem luôn. Đó. Thì hai con này là model giống nhau các bác nhé. Đây em bê lên đây. Đó, hai con La Tiêu Lan RS 4100 nhé các bác nhé. Đó, để một con trên này, này. Và bây giờ em sẽ bóc một con ra các bác nhé. Đó, thì đây là hàng bãi, em bãi hàng bãi Campuchia các bác. Đó, cũng hàng cũng mới về thôi. Bây giờ em mới bóc ra. Đó. Thì kênh YouTube Lão Hạc Cassette của em mới làm lại. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh em là đã đăng ký lại kênh cho em, là giúp em có được 700 đăng ký. Thật sự là mất đi kênh Lão Hạc Cassette cũ là của em là 10.000 đăng ký. Thì rất là buồn các bác ạ. Nhưng mà thôi, vì cuộc sống nên là mình vẫn phải chiến tiếp. Thật sự rất là vui khi được làm các video để quay cho các bác xem. Đó. Thì cũng khá là lâu rồi, hơn một tuần rồi. Giờ em mới có dịp lại lên sóng tiếp cho các bác đây. Úi giời. Đây các bác, em đã bóc hai chiếc đài ra và để nó ở vị trí này nhé. Đó. Và đồng thời em cũng sẵn mang ra đây một cuốn băng để em test thử cho các bác xem. Đó. À, hai chiếc đài này rất là đẹp luôn. Hàng bãi về là còn rất là mới. Thì đài đã được thợ dọn thay dây cura và bánh tì rồi. Về chỉ việc chơi thôi. Đó. Và em cũng xin tiết lộ với các bác là hai cái này em mua giá là 3 triệu rưỡi hai cái này nha các bác nhé. Giá có 3 triệu rưỡi thôi. Em cũng đã cắm điện rồi. Bây giờ em sẽ test các cái chức năng của đài cho các bác xem nhé. Đó, test luôn đi. Hai con nói chung là mới như nhau thôi, không có con nào hơn con nào kém cả. Mình sướng nhất là cái hàng bãi, nó đồ nó chất các bạn ạ. Đó, em test chức năng radio, bây giờ test con bên phải này trước nhé. Sự nghiệp nhà của mình là bác ấy là tác giả mà cứ đi thu với mình từng ngày một, từng buổi một, thì là có những lúc mình không muốn hát theo ý bác đi. Piano cao hay còn gọi là thể thao đường phố đã được phổ biến trên toàn thế giới và du nhập vào Việt Nam khoảng 5 tới 6 năm trở lại đây. Dù đó là sóng AM nhé, mới quá nhỉ. Tiếp theo là sóng FM các bác nhé. Đó thì cái cần sóng chỉnh ở trên này này, AM đây. Đây về sóng FM đây. Đó. FM thì mình kéo dâu lên. FM nó bắt được đài là không đây? FM của nó thì bắt được một hai đài thôi các bác. Đây, em sẽ test phần băng cassette nhé. Cho ra bằng này. Các bác nghe tí khánh ly cho nó hợp với mùa thu nhá. Đó, em bật cái băng khánh ly. Em xin tuổi nào còn tuổi chơi hư vô, bàn tay che giấu lệ nhòa. Ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiến. Đó. Tua này. Tời này. Đó. Play tua tời hoạt động ok hết nhé. Em sẽ chuyển sang test con bên này nhé, bên trái.
Thì cái dòng Latiolan RS4100 này em cũng đã làm một cái video trước giới thiệu rất kỹ về cái đài này cho các bác rồi. Cho nên hôm nay em chỉ test sơ qua hai con này thôi. Đó. Bộ môn Street Out này thứ nhất đó là vì sức khỏe. Trước đây thì em là một người khá là gầy gò. Áng mây trên đầu. Đó là sóng AM nhé. Em vừa gạt về chức năng FM. Đó, test luôn sóng FM cho các bác xem. Đấy, mình cầm một tay quay rất là khó. Đấy, kéo lên. Lúc là lại khó như thế đó. Đó, sóng AM FM ok hết. Thì riêng cái dòng đài bãi này là cứ yên tâm là bên trong mạch nó rất là sạch đẹp các bạn, còn gần như mới luôn. Đó. Chơi bằng cassette nhá. Rồi, bắt lại. Tân phiến à, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Đó, thì vừa em đã test sơ qua về các chức năng của nó rồi. Thì cái dòng Latiolan RS4100 này thì cái loa tổ ong của nó trông rất là gấu, đẹp các bác ạ. Kiểu dáng màu sắc nó kiểu màu si quân đội, xanh xanh quân đội ấy. Đó, trông cái đài rất là hầm hố luôn. Đó. Thì đến đây em cũng không còn gì để chia sẻ với các bác nữa nhé. Thì hai con đài bãi em mới lấy về này rất là ok, ngon. Nói chung là mình đặt hàng được về là rất là vui mừng rồi các bác ạ. Thì giá em mua là 3,5 triệu hai con này. Thì nó rơi vào khoảng tầm... nếu mà cả phí ship nữa, phí ship khoảng 150 nữa thì nó rơi vào khoảng tầm 1,8 triệu, 1,9 triệu một con. Về là mình phải làm thay dây cura với bánh tì nữa và lau chùi một ít nữa là nó đã hát ok rồi. Đó, thì đài này em đã vệ sinh hết rồi nhá. Điện zin của nó là điện 100V các bác nhá. Điện zin 100V luôn. Mình không thích chế cháo củ nguồn 220 vào làm gì. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đó. Thì kênh LHCF88 em mới lập thì cũng đã được 800 đăng ký rồi. Đó. Các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ em. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé. Số điện thoại của em là 0772-323-022 các bác nhé. Em xin đọc lại là số điện thoại 0772-323-022 nhé. Chào các bác.